Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị, mới đây, tờ báo Washington Post đăng tải bài viết rằng những cái chết của lính đánh thuê Syria cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có thể bị cuốn vào xung đột Nagorno-Karabakh ra sao của các nhà phân tích Karem Fahim, Isabella Kurusi và Zakaria nhằm đem lại cho đầu xả cái nhìn đa chiều, đặc biệt là từ phương Tây về vai trò của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc xung đột đang tiếp diễn giữa Armenia và Azerbaijan. Chúng tôi xin được lược dịch bài viết này. Tại một chốt gác biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, một nhóm các gia đình tụ tập quanh một chiếc xe đông lạnh và chờ các tài xế bốc dỡ một loại hàng hóa khủng khiếp, đó là thi thể của 52 nam giới Syria. Những người đã thiệt mạng trong cuộc chiến cách nơi này 600 km. Theo giao quyến, những người xấu số, họ đã được các nhóm phiến quân Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn thuê để thay mặt phía Azerbaijan chống lại đối thủ Armenia. Họ được triển khai như những đơn vị bộ binh xung kích trong các đợt tấn công giành lại những bảnh đất thuộc khu vực Nagorno-Karabakh. Một người em họ của Mahmoud Nazai, một tay súng người Syria 38 tuổi, nay đã trở thành thi thể nằm trong xe chở hàng đông lạnh số 12, cho biết rằng họ đã tới đó để tấn công giới tuyến. Những thi thể người Syri nói trên làm dấy lên một cảnh báo đỏ về một cuộc xung đột đã kéo dài nhiều thập kỷ, đang nhanh chóng trở nên tồi tệ khi mà các cường quốc như Thổ Nhĩ Kỳ và Nga bắt đầu để mắt tới, cùng với khả năng gây bất ổn cho các quốc gia láng giềng như Iran và Georgia. Cho tới nay, cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Azerbaijan đều phủ nhận việc các tay súng Syri tham chiến tại Nagorno-Karabakh. Tuy nhiên, thân nhân của ít nhất hai tay súng bao gồm Naza và một người cháu cho biết rằng phiến quân Syria đã hứa hẹn trả lương tháng cho họ trước khi họ bay đến Azerbaijan từ miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Nagorno-Karabakh, một vùng đất thuộc lãnh thổ Azerbaijan nhưng đa phần là người gốc Armenia, đang phải hứng chịu hỏa lực với tần suất ngày càng tăng, sử dụng vũ khí mua được từ nhiều nhà cung cấp bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Israel. Các nhà hoạt động trên lãnh thổ Azerbaijan gần Nagorno-Karabakh đã ghi nhận các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo hạng nặng đã nhằm vào ít nhất 3 đô thị. Sau khi xem xét các bằng chứng tại Stefan, thu phủ của Nagorno-Karabakh, Tổ chức Ân sáng quốc tế đã cáo buộc phía Azerbaijan sử dụng các loại đoạn trùm do phía Israel sản xuất khi tiến hành pháo kích đô thị này. Cũng theo tổ chức này, phía Armenia đã khai hỏa tên lửa phóng loạt, do phía nga sản xuất vào thành phố ghania của azerbaijan tuy nhiên không thể xác định được mục tiêu là gì cho tới nay cả hai phía tham chiến đều bác bỏ các cáo buộc sử dụng hỏa lực nhằm vào các khu dân cư của đối phương quan điểm ủng hộ nhiệt tình với nỗ lực của azerbaijan tại nagorno karabakh của ankara thông qua việc cung cấp vũ khí bao gồm cả máy bay không có người lái có vũ trang ucav đã đạt thổ nhĩ kỳ vào trung tâm của một cuộc xung đột nó cũng khẳng định vai trò của Ankara với bất kỳ một giải pháp hòa bình nào trong tương lai. Việc triển khai lính nhánh thuê Syria tới Nagorno-Karabakh được cho là đã lặp lại mô hình Libya, nơi thổ nhĩ kỳ và nga đang đứng ở hai bên kia chiến tuyến. Hầu hết các tay súng Syria tại Libya đã được thuê bởi thổ nhĩ kỳ, quốc gia hiện nay là nhà tài trợ chính cho các nhóm phiến quân đối địch với chính phủ của tổng thống Syria Bashar Assad. Về phần mình một công ty an ninh do Điện Kremlin hậu thuẫn bị cáo buộc đã đưa các chiến binh Syri trung thành với ông Assad đến hoạt động tại Libya. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã miêu tả các hoạt động quân sự tại miền Bắc Iraq, Syria, Libya và Azerbaijan là một phần trong nỗ lực của Ankara nhằm bảo vệ các lợi ích về an ninh và năng lượng của mình. Tuy nhiên, những người bị chỉ trích thì cho rằng đây là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng những vấn đề trong nước như nền kinh tế đang lao dốc và tranh thủ sự ủng hộ của các đồng minh theo chủ nghĩa dân tộc. Nga đã làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn được thông qua giữa Azerbaijan và Armenia và ước định triển khai vào 12 giờ ngày 10 tháng 10. Nhưng chỉ một ngày sau, Zerevan và Baku đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận giữa những tin tức về việc nổ ra các đợt tấn công mới. Người Nga đã xây dựng đường lối ngoại giao khá tốt đẹp trong nhiều năm qua, với cả Azerbaijan và Armenia, tức là bán vũ khí cho cả hai phía. Armenia, quốc gia chi khoảng một phần tư ngân sách cho quốc phòng, cũng được hưởng lợi từ sự bảo vệ của Moscow theo Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể. Bộ liên minh quân sự bao gồm 6 quốc gia thuộc Liên Xô cũ do Nga lãnh đạo và không bao gồm Azerbaijan. Kể từ khi cuộc xung đột Nagorno-Karabakh bùng phát hôm 27 tháng 9, chính phủ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những tín hiệu trái chiều về việc liệu họ có quyết định can thiệp hay không. Các tín hiệu này cho thấy Nga cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Armenia một cách chính đáng, nhưng chớ chưa thay nó lại không bao gồm Nagorno-Karabakh. Nhưng cần phải nhấn mạnh rằng các chỉ trích mạnh mẽ nhất của Moscow liên quan đến cuộc xung đột hiện tại là lên án phía Azerbaijan sử dụng lính đánh thuê Syria. Giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài của Nga, ông Sergei Narikin, mới đây đã cảnh báo rằng khu vực này có thể trở thành bàn đạp cho các tay súng Hồi giáo cực đoan xâm nhập vào nước Nga. Tham chiến tại Nagorno-Karabakh là vé một chiều của các tay súng Syri. Lính đánh thuê Syri tại chiến tuyến Nagorno-Karabakh đã mô tả chi tiết các trận đánh không liệt tại khu vực này cho người thân của họ. Một người anh họ của Mahmoud Naisa cho biết tay súng này và gia đình đã duy trì liên lạc thông qua một đường dây điện thoại quốc tế Naza từng làm việc trong một nhà máy dệt tại Aleppo, gần đây đã được nhận vào làm bảo vệ cho tòa án địa phương của lực lượng đối lập tại Maria, miền Bắc Syria. Với cuộc sống chật vật cùng với hai đứa con, NASA đã bắt đầu để ý đến các thanh niên Syria tới chiến đấu tại Libya và mang tiền mặt trở về nhà. Khi cháu trai 18 tuổi của NASA đề cập đến việc anh nên tới Azerbaijan để nhận lương tháng 2.000 đô, anh đã không bỏ qua cơ hội này. Người anh họ của NASA nhấn mạnh rằng tiền là lý do duy nhất. Ai mà muốn đến Azerbaijan, có ai biết Azerbaijan ở đâu đâu. NASA cùng cháu trai của mình và hàng chục tay súng Syri khác dường như không chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. Họ bay tới Azerbaijan từ miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Vào ngày đầu tiên ở đó, họ được cấp quân phục ngụy trang màu xanh lá cây nhạt. Ngày hôm sau, họ được đưa ra mặt trận. Khu vực đó được phong thủ mạnh bởi người Armenia Banzo đi cùng với ba hướng dẫn viên người Azerbaijan, những người lấy nhanh thuê Syria được cho là đã bị bỏ rơi ở một nơi xa lạ. Xung quanh là bất đồng ngôn ngữ cùng sự không thông hiểu lịch sử và sự thu địch của khu vực. Họ đã dành 9 giờ để hành quân lên một điểm cao. Nhóm của NASA được cử đến để tấn công một tòa nhà, nhưng anh ấy đã bị một tay súng bắn tỉa khai hỏa trúng đầu và thiệt mạng. Theo người anh họ, người đã cung cấp bức ảnh về thi thể của NASA cho Washington Post với điều kiện nó sẽ không được công bố. Người cháu trai của NASA cũng thiệt mạng cùng ngày với anh và các thi thể đã bị bỏ lại qua đêm tại chiến trường vì việc tiếp cận quá nguy hiểm. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin quân sự tiếp theo.